Thưa Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lược thuật những tin chính trong chương trình hôm nay. Sứ điệp Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới 2018. Các giám mục kêu gọi dân chúng hãy kiên tâm và bình thản trước sự kiện nhà độc tài Mugabe từ chức. Khủng bố Hồi giáo tung bích chương xúc phạm Đức Thánh Cha Francisco. Đức Giáo Hoàng John Paul II đề nghị và những thị kiến về xâm lược của Hồi giáo tại Âu Châu. Đức Thánh Cha bổ sung vào chương trình tông du cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo quân đội Miến Điện. Đức Thánh Cha Francisco sẽ tông du Latvia, Lithuania và Estonia. Đức Thánh Cha chia buồn với nhân dân Ai Cập và mạnh mẽ lên án vụ khủng bố đền thờ Hồi giáo tại miền Bắc bán đảo Sinai. Đức Thánh Cha quy định thủ tục cứu xét vắt tắt giải hôn phối. Sau đây là phần tin chi tiết của chúng tôi. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Hòa bình Thế giới 2018. Hôm 24 tháng 11, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng 1 năm 2018 đã được công bố với chủ đề Di dân và tị nạn, những người nam nữ tìm kiếm hòa bình. Trong sứ điệp, sau khi nhắc đến sự kiện trên thế giới, hiện có hơn 250 triệu người di cư và trong đó có 22 triệu rưỡi người tị nạn. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cởi mở tâm hồn trước những đau khổ và tha nhân, điều này chưa đủ, còn phải làm sao để các anh chị em, di dân và tị nạn có thể sống an bình trong một căn nhà an ninh. Ngài nhận nhận các chính quyền có nhiệm vụ thực thi các nhân đức khôn ngoan thận trọng, biết đón nhận, thăng tiến, bảo vệ và hội nhập những người nhập cư, thiết lập các biện pháp thực hành. Chính quyền có trách nhiệm rõ ràng đối với các cộng đoàn của mình, bảo đảm các quyền lợi chính đáng và sự phát triển hòa hợp. Đức Thánh Cha cũng phân tích những nguyên nhân tạo nên số người di dân và tị nạn đông đảo như ngày nay, và Ngài mời gọi mọi người nhìn về vấn đề này trong viễn tượng đức tin, tình liên đới và huynh đệ, ước muốn của thiện ích, sự thật và công lý, nhìn nhận những khía cạnh tích cực của những người di dân và tị nạn. Ngài viết, khi quan sát những người di dân và tị nạn, ta sẽ khám phá thấy họ không đến tay không. Họ mang nhiều can đảm, khả năng, nghị lực và khát vọng, cùng với những kho tàng văn hóa nguyên quán. Nhờ đó, họ làm cho cuộc sống quốc gia đón nhận những thêm phong phú. Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy tinh thần sáng tạo, kiên trì, tinh thần hy sinh của bao cá nhân, gia đình và cộng đoàn ở các nơi trên thế giới mở tấm lòng đối với những người di dân và tị nạn, kể cả tại những nơi không có nhiều tài nguyên. Đi vào cụ thể hơn, sứ điệp của Đức Thánh Cha đề nghị 4 hành động cần thực hiện đối với người di dân và tị nạn, đó là đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Việc đón tiếp đòi phải cấp thiết mở rộng khả thể cho người di dân và tị nạn, được nhập cư hợp pháp, không để đưa họ vào những nơi có bất hại và bạo lực, quân bình mối quan tâm về an ninh quốc gia với sự bảo vệ các quyền căn bản của con người. Việc bảo vệ nhắc nhở nghĩa vụ, nhìn nhận và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của những người trốn chạy nguy hiểm và tìm kiếm nơi ẩn náu an ninh, ngăn cản sự bóc lột họ. Việc thăng tiến có liên quan đến sự phát triển nhân bản toàn diện cho những người di dân và tị nạn. Ví dụ, bảo đảm cho trẻ em và giới trẻ được giáo dục ở các cấp. Sau cùng, việc hội nhập giúp người di dân và tị nạn hoàn toàn được tham gia vào đời sống xã hội, đón tiếp họ, làm cho nhau được thêm phong phú. Chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người hãy kiềm chế và kiên nhẫn trong thời điểm căng thẳng này. Dân chúng cần tôn trọng luật pháp. Các giám mục kêu gọi dân chúng hãy kiên tâm và bình thản trước sự kiện nhà độc tài Mugabe từ chức. Trước biến cố Tổng thống nước Cộng hòa Zimbabwe là ông Robert Mugabe từ chức, các giám mục Công giáo của đất nước này đã kêu gọi dân chúng hãy vì lợi ích của quốc gia mà kiên nhẫn và nỗ lực vãn hồi hòa bình trật tự theo hiến pháp. Các giám mục Zimbabwe tuyên bố trong ngày 19 tháng 11 rằng Giáo hội hết lòng cầu nguyện trong khi theo dõi các sự kiện căng thẳng đang xảy ra cho đất nước,
Chúng tôi, các chủ chăn của khối người Công giáo kêu mời mọi người công dân, các chiến binh của lực lượng quốc phòng Zimbabwe và các chính trị gia hãy vì lợi ích chung của quốc gia mà quan tâm, không ngừng làm việc không mệt mỏi cho mục tiêu hòa bình của cuộc khủng hoảng hiện nay, hầu nhanh chóng khôi phục hòa bình và bình thường hóa cuộc sống theo trật tự của hiến pháp. Bức thư đã được các vị giám mục sau đây ký: Đức cha Michael Basera của giáo phận Masvingo và Gweru, Đức tổng giám mục Robert Lovo của Harare và của Chinhogi, Đức tổng giám mục Alex Thomas của Bulawayo, Đức giám mục Albert Serrano của Wange, Đức giám mục Paul Rohan của Mutare và Đức giám mục Rodolphe Nandoro của Kotwe. Sau khi Tổng thống Mugabe sa thải Phó Chủ tịch Emmerson Mnangagwa cách đây 2 tuần, hàng ngàn người đã biểu tình xuống đường yêu cầu ông từ chức. Sau đó, lực lượng quân đội quốc gia Zimbabwe đã làm áp lực và cô lập ông trong tư gia như một cuộc đảo chính và đòi hỏi Tổng thống phải làm điều trần trước quốc dân. Trong cuộc điều trần đó, ông đã tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 21 tháng 11 sau 37 năm trị vì. Các thành viên của ZANU-PF đã lên án Tổng thống Mugabe để cho vợ ông là phu nhân Grace Mugabe làm quyền thay đổi hiến pháp và vi phạm hiến pháp trong các cuộc tranh cử. Ông cũng bị cáo buộc là quản lý tài chính đất nước một cách tồi tệ. Theo đài BBC, hiện nay mức sống của người dân trung bình ở Zimbabwe còn thấp hơn 15% so với nếp sống trước khi ông lên cầm quyền. Theo đài BBC cho hay, nhiều nghị sĩ đã nhảy múa trên sàn nghị viện khi nghe tin ông ta từ chức, còn dân chúng thì reo hò nhảy múa trên các đường phố của thủ đô. Thủ tướng Anh Theresa May đã gọi việc từ chức này là cơ hội cho Zimbabwe thăng tiến trước những con đường khép kín độc đoán của ông Mugabe. Tổng thống Mugabe là người lãnh đạo lâu đời nhất thế giới. Dù đã đạt tới 93 tuổi thọ, ông đã nắm quyền hành từ năm 1980. Trong quá trình chuyển giao quyền lực và quản trị sắp tới, các giám mục Công giáo đã khuyến khích tổ chức các cuộc bầu cử, tham vấn vô vị lợi và công bằng, đồng thời ưu tiên cho sự tôn trọng nhân quyền của con người theo tiêu chuẩn quốc tế cho cuộc sống của nhân dân. Khủng bố Hồi giáo tung bích chương xúc phạm Đức Thánh Cha Francisco. Trong một hành động đáng bị lên án mạnh mẽ, bọn khủng bố Hồi giáo IS đã tung ra một tấm bích chương mô tả Đức Giáo Hoàng bị chúng chặt đầu. Hình ảnh mà chúng tôi quyết định không đưa lên mô tả một tên thánh chiến Hồi giáo y đứng đắc thắng trên thân thể của một tù nhân trong bộ quần áo màu da cam, trong khi vẫn giữ đầu của Đức Giáo Hoàng. Tên khủng bố đội một chiếc khăn màu trắng đang đứng trước một số tòa nhà bị cháy rụi và phá hủy bên cạnh đầu của Đức Giáo Hoàng với hàng chữ Jose Mario Bergoglio. Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông, gọi tắt là Memory, báo cáo rằng nhóm truyền thông Wafa, một cơ quan tuyên truyền có liên kết với bọn khủng bố Hồi giáo IS, đã tung ra hình ảnh này. Tấm hình xuất hiện chỉ vài ngày sau khi bọn chúng tung ra một tấm bích chương mô tả một tên khủng bố đang lái xe lao vào đền thờ Thánh Phêrô với những lời lẽ đe dọa một cuộc tấn công khủng bố tại Vatican vào dịp Giáng sinh năm nay. Các nhà phân tích Memory cảnh báo rằng bọn khủng bố Hồi giáo IS này có thể đang cố thúc đẩy các cuộc tấn công vào dịp Giáng sinh ở châu Âu, khi bọn khủng bố Hồi giáo IS nhìn nhận sự sụp đổ của chúng ở Iraq và Syria. Tháng 12 năm ngoái, một tên khủng bố ISIS đã lái xe tải tông vào một khu chợ Giáng sinh ở Berlin, giết chết 11 người và làm bị thương 56 người khác. Vào ngày lễ các thánh năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã cầu nguyện cho các nạn nhân của các vụ tấn công gần đây trên khắp thế giới. Ngài nói rằng, chúng ta cầu xin Chúa hóa cải con tim của những kẻ khủng bố và giải thoát thế giới khỏi hận thù và sự điên rồ giết người lạm dụng dân Chúa đang gây ra tử vong tràn lan trên thế giới. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và những thị kiến về cuộc xâm lược của Hồi giáo tại Âu Châu. Đức Gioan Phaolô đệ nhị nổi tiếng là vị giáo hoàng thúc đẩy mạnh các cuộc đối thoại liên tôn giữa người Công giáo và người Hồi giáo. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đặt chân vào một đền thờ Hồi giáo vào năm 2001. Tuy nhiên, trong thông điệp giáo hội tại Âu Châu vào năm 2003, vị Thánh Giáo Hoàng Ba Lan đã viết rằng đối thoại với Hồi giáo cần được tiến hành thận trọng, với những ý tưởng rõ ràng về những khả thể và những giới hạn,
trong khi tin tưởng vững chắc vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa dành cho tất cả con cái của Người. Ngài cũng cho biết thêm cần phải tính đến những dị biệt đáng kể giữa văn hóa châu Âu, nguồn gốc Kitô giáo sâu xa và tư tưởng Hồi giáo. Trong bài Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đề nghị đã có một thị kiến về một cuộc xâm lược của Hồi giáo tại Âu Châu, tờ Catholic Herald cho biết, Đức ông Mauro Longhi nói rằng vị Thánh giáo hoàng Ba Lan đã tiên đoán một vết thương chết người cho giáo hội trong thiên niên kỷ thứ ba. Đức giáo hoàng Gioan Phaolô đề nghị đã có một cái nhìn tiên tri về một cuộc xâm lược Hồi giáo vào châu Âu. Đức ông Mauro Longhi cả quyết, Đức ông thường đi cùng với vị giáo hoàng Ba Lan trong những chuyến đi nghỉ hè trên các miền núi, nói rằng Thánh Gioan Phaolô là người có đặc sủng được thị kiến và đàm thoại với Đức Mẹ. Đức ông Mauro Longhi, linh mục Opus Dei, đã nhận xét như trên trong bài thuyết trình tại tu viện Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ ở Bienno, miền Bắc nước Ý. Bài thuyết trình của Ngài đã được đăng trên YouTube. Trong một chuyến nghỉ hè vào năm 1992, vị Đức ông Longhi nói, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã có một thị kiến bi quan về tương lai của châu Âu. Đức giáo hoàng đã nói với tôi thấy giáo hội bị tổn thương bởi một vết thương chết người, sâu sắc hơn, đau đớn hơn những gì đã xảy ra thiên niên kỷ này. Ám chỉ đến chế độ cộng sản và đức quốc xã. Nó được gọi là Hồi giáo hóa. Họ sẽ xâm chiếm châu Âu. Tôi đã nhìn thấy những đám đông đến từ phương Tây và phương Đông. Theo Đức ông Mauro Longhi, vị giáo hoàng Ba Lan nói thêm rằng giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba phải ngăn chặn cuộc xâm lăng này, không phải với quân đội, vì quân đội không ăn thua gì, nhưng với đức tin và một cuộc sống liêm chính. Đức ông Longhi đã đi cùng Đức giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong các chuyến đi bộ và trượt tuyết từ năm 1985. Ngài nói vị giáo hoàng Ba Lan thường rời khỏi Roma trong một chiếc xe rẻ tiền để không thu hút sự chú ý của công chúng và ngài thường cư trú trong một nhà của Opus Dei ở vùng núi Abruzzo. Vào ban đêm, Đức giáo hoàng thường quỳ gối trước nhà tạm bên trong nhà nguyện, nói chuyện đôi khi rất sống động với Chúa. Đức ông Longhi cũng nói rằng Đức Hồng Y André Descartes, một trong những người bạn thân của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, cho biết vị giáo hoàng có đặc sủng được thị kiến với Chúa Giêsu và Mẹ Người. Đức Thánh Cha bổ sung vào chương trình thông du cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo quân đội Miến Điện. Theo lời đề nghị của Đức Hồng Y Charles Bo, Đức Thánh Cha đã bổ sung thêm hai cuộc họp vào chuyến thăm viếng đất nước này. Thứ nhất là cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo, các nhóm tôn giáo thiểu số, và thứ hai là cuộc gặp gỡ với tư lệnh quân đội Miến Điện, người nắm giữ quyền lực chính trị rất lớn tại quốc gia này. Ông Kreiberg, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp các đại diện của các tôn giáo tại Miến Điện vào ngày 28 tháng 11 và gặp tướng Min Aung Hlaing vào ngày hôm sau. Ông Bốc cũng cho biết thánh lễ dành cho công chúng ở Changon vào ngày 29 tháng 11 sẽ bắt đầu sớm hơn 1 giờ so với kế hoạch ban đầu vì thời tiết quá nóng. Khoảng 90% dân số của Miến Điện theo Phật giáo Theravada và theo dự kiến Đức Thánh Cha sẽ có cuộc họp với Hội đồng Tối cao Phật giáo Miến Điện gọi tắt là Changcha vào lúc 16:15 chiều thứ Tư 30 tháng 11 tại chùa Kaba Aish. Nhưng Miến Điện cũng là quê hương của người Hồi giáo, người Ấn giáo và những người theo các truyền thống Phật giáo khác. Cũng như những người Tin lành là nhóm Kitô hữu vượt xa số người Công giáo trong nước. Quân đội ở Miến Điện, đặc biệt là tướng Min Aung Hlaing, đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích gay gắt trong những chiến dịch chống lại người Rohingya. Quân đội Miến Điện luôn tuyên bố cuộc đàn áp của họ là một phản ứng đối với bạo lực Hồi giáo. Nhưng Liên Hiệp Quốc nói rằng những cuộc đàn áp này là các phản ứng không cân xứng và chủ yếu là để thanh lọc sắc tộc. Đức Hồng Y Charles Bo của Changon, người đề nghị Đức Giáo Hoàng gặp gỡ tướng Min, nói rằng Ngài đề nghị Đức Thánh Cha không sử dụng từ Rohingya vì sợ sẽ có những căng thẳng từ phía người Phật giáo và những người theo chủ nghĩa dân tộc, cũng như từ phía quân đội Miến Điện. Ông bước nói với các phóng viên rằng họ sẽ phải lắng nghe những bài phát biểu của Đức Thánh Cha để xem Ngài có chấp nhận đề nghị đó hay không. Ông bước nói thêm, là đại diện của hàng trăm nghìn người tị nạn Rohingya đang sống ở Bangladesh sẽ gặp Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 1 tháng 12 tại Dhaka trong một cuộc họp liên tôn và đại kết vì hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco sẽ thăm Latvia
Lithuania và Estonia. Đức Thánh Cha Francisco sẽ trong du Latvia, Lithuania và Estonia trong năm tới, khi ba quốc gia Baltic này kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Janis Signes, cố vấn của Tổng thống Latvia, khẳng định như trên với hãng thông tấn AP hôm thứ Năm nhưng không đưa ra thêm chi tiết nào. Phát ngôn viên của Tổng thống Litva, Dali Garbaskaiti, là Daiva Obanati, trước đó cũng đã nói với hãng tin Baltic News rằng chuyến thông du này được dự kiến diễn ra vào mùa thu năm 2018. Baltic News cho biết Vatican sẽ sớm công bố chính xác ngày giờ cụ thể cho chuyến đi. Đây sẽ là lần thứ hai một vị giáo hoàng thăm viếng nước Baltic. Tháng 9 năm 1993, tước giáo Efolo đệ nhị đã đến vùng này. Ngài bắt đầu chuyến thông du tại Lithuania, nơi có cộng đồng công giáo lớn nhất ở vùng Baltic. Hơn 75% trong số gần 3 triệu cư dân của quốc gia này là người công giáo. Ba nước Baltic tuyên bố độc lập khỏi Nga vào năm 1918, nhưng đã bị sáp nhập vào Nga vào năm 1940 và đã bị xem là một phần của Liên Xô cho đến năm 1991. Trong năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã có một chuyến đi được xác nhận là chuyến thông du từ ngày 15 đến 22 tháng Giêng tại Chile và Peru. Ngài cũng sẽ thăm Á Nhĩ Lan vào tháng 8 năm tới trong khuôn khổ Đại hội Thế giới các gia đình. Đức Thánh Cha chia buồn với nhân dân Ai Cập và mạnh mẽ lên án vụ khủng bố đền thờ Hồi giáo tại miền Bắc bán đảo Sinai. Hôm thứ Sáu 24 tháng 11, quân khủng bố đã tấn công bằng lựu đạn và bắn loạn xạ vào các tín hữu đang cầu nguyện tại đền thờ Hồi giáo Roda, làm cho ít nhất 235 người thiệt mạng và 130 người bị thương. Trong điện văn nhân dân, Đức Thánh Cha gửi đến chính quyền và nhân dân Ai Cập, Đức Hồng Y Petro Sardano, quốc vụ khanh đòa thánh, viết: Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn khi hay tin bao nhiêu người bị thiệt mạng do các cuộc tấn công khủng bố tại đền thờ Hồi giáo Rauda ở miền Bắc Sinai. Ngài bày tỏ tình liên đới với nhân dân Ai Cập trong giờ phút tang thương này của quốc gia mà Ngài phó thác các nạn nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa Tối Cao, đồng thời khẩn cầu phúc lành, an ủi và bình an cho gia đình họ. Đức Thánh Cha tái mạnh mẽ lên án hành động hèn nhát, tàn ác, chống lại các thường dân vô tội đang họp nhau cầu nguyện và Ngài hiệp thông với mọi người thiện chí cầu nguyện để những tâm hồn chai đá học cách từ bỏ con đường bạo lực dẫn tới những đau khổ lớn lao và chọn lựa con đường hòa bình. Cho đến nay, dân quân IS của nhà nước Hồi giáo đã gây ra nhiều vụ tấn công khủng bố ở đảo Sinai và đã giết hại hàng trăm binh sĩ và cảnh sát Ai Cập. Nhưng vụ tấn công đền thờ Roda là trầm trọng nhất từ trước đến nay. Tổng thống Morsi ở Cairo đã ra lệnh cho không quân tấn công các nơi bị coi là xảo huyệt của các nhóm khủng bố. Đức Thánh Cha quy định thủ tục cứu xét vắn tắt giải hôn phối. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng 11 năm 2017 dành cho các tham dự viên khoa học do Tòa Thượng thẩm Rota tổ chức, Đức Thánh Cha Francisco quy định thủ tục vắn tắt giải hôn phối do giám mục giáo phận thi hành. Trong từ sắc công bố ngày 8 tháng 9 năm 2015 với tựa đề Chúa Giêsu là thẩm phán hiền từ, đơn giản hóa thủ tục cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu, Đức Thánh Cha đã quy định một thủ tục cứu xét vắn tắt trong trường hợp sự vô hiệu của hôn nhân được chứng tỏ bằng những lý lẽ thật là tỏ tường. Trong trường hợp này, Đức Giám mục ban sắc lệnh tuyên bố hôn nhân đó là vô hiệu. Đức Thánh Cha viết: Tôi cũng biết một phán quyết thu vắn có thể gặp nguy cơ làm thương tổn tính chất bất khả phân ly của hôn phối. Chính vì thế, tôi đã muốn việc xét xử, cứu xét như thế do chính giám mục làm thẩm phán. Do chức vụ mục tử hiệp thông, Ngài cùng với Phêrô là người bảo đảm lớn nhất sự hiệp nhất của công giáo trong đức tin và kỷ luật.
Trong buổi tiếp kiến, sau khi nhắc nhở các tham dự viên khoa học về đặc tính công nghị của các thủ tục mới do Ngài ban hành, như kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, nhằm củng cố gia đình, nhưng đồng thời cũng chứng tỏ lòng thương xót đối với những người đau khổ vì hôn nhân thất bại, mang lại cho họ sự an ủi mục vụ. Đức Thánh Cha, trong tư cách là Giám mục Roma và là người kế vị Thánh Phêrô, đặc biệt xác định một số khía cạnh liên quan đến vai trò của giám mục giáo phận với tư cách là thẩm phán trong thủ tục ngắn giải hôn phối. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lạy Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.